Thứ nhất thì phải là hiện tại ở tầng trời giống như là yêu cầu bình thường thôi, thì có thể là có công viên mình có thể ra đó ngồi chơi. Riêng tầng dịch vụ thì chủ yếu ở đây là phục vụ cho cặp đôi tình nhân, những người có gia đình mẹ hò là vợ chồng, thì chủ yếu là cung cấp các dịch vụ chủ yếu dành cho cặp đôi. Thì nhóm em đề nghị là các cái dịch vụ trong đây thì ở mức cao cấp và gồm sản phẩm phẩm tầng này thì có thể dành để là uống cà phê, xem phim, và chừng nào mà hẹn hò được rủ nhau lên đây ngồi trải nghiệm thì đây là dịch vụ đặc biệt dành cho tình nhân, chừng nào câu được nữa thì qua đây cầu hôn. Đó là lý do cái này chủ yếu là mục đích là cuối cùng là sẽ ghép đôi được, và tháp cái tháp nó được 6 tầng. Và đã kêu gọi